Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Thế thì thầy giảng cho em về cái chu kỳ tuần hoàn của hàm lượng rác hỗn hợp. Đây, phần 1 lý thuyết này. Mấy bữa trước chúng ta đã học về chu kỳ tuần hoàn của các hàm lượng rác gì? Y bằng sin của nx này. Gì nữa em? Y bằng cos của nx này. Y bằng gì? Tan của nx này và y bằng cotan của nx. Đấy, chúng ta đã tìm hiểu về chu kỳ tuần hoàn của bốn cái hàm này. Nhưng bốn cái hàm này đơn lẻ thôi. Tức là trong một hàm chỉ có sin nx hoặc cos nx hoặc tan nx hoặc cotan nx. Ở đây thầy dùng cái từ là hàm lượng rác hỗn hợp, nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó có thể có nhiều cái thứ này nhá. Đấy, thì tự đặt tên cho nó là hàm lượng rác hỗn hợp, nghĩa là như vậy. À, nghĩa là ví dụ ta cần tìm chu kỳ tuần hoàn của cái hàm y bằng, trước đây thì ta chỉ có một cái sin thôi đấy, hoặc một cái cos hoặc một cái tan cotan. Bây giờ là sin của 3x cộng với 4 cos của 7x, ví dụ vậy chẳng hạn, thì ta đặt cho nó cái tên là hỗn hợp. Hàm này vừa chứa sin vừa chứa cos, nếu có thể là chứa hai trong số 4 thứ này, hoặc có thể chứa 3, hoặc có thể chứa cả 4 trong số 4 cái thứ này. Đó. Thế thì chu kỳ của nó là như thế nào đây? Nhá. Thì công việc đầu tiên là chúng ta thầy giải thích cái chuyện là cái tên gọi hàm lượng rác hỗn hợp nghĩa là làm sao. Cái thứ hai là về phương pháp. Về phương pháp nhá. Về phương pháp này. Làm thế nào để tìm cái chu kỳ của hàm hỗn hợp? Thì chúng ta xét cái trường hợp đơn giản là hàm hỗn hợp đây gồm có hai thứ thôi. Đấy. Thì khi hiểu về cái chuyện là chỉ có hai thứ, ví dụ chỉ có sin và cos thôi, thì khi áp dụng với trường hợp có cả sin cả cos cả tan, nó cũng cùng nguyên tắc như vậy, hoặc cả sin cả cos hoặc cả tan hoặc cotan, nó cũng cùng nguyên tắc như thế nhá. Cho nên phương pháp ở đây cho nó thuận tiện thì chúng ta xét cái trường hợp mà hỗn hợp có hai cái loại hàm fx bằng sin của nx cộng với cos của mx. Đấy, ví dụ sin của 3x cộng với cos của 7x chẳng hạn, giống như thế. Thì làm sao để tìm được chu kỳ của cái này? À, chúng ta biết là hàm nếu mà chỉ có sin của nx không thôi thì nó sẽ tuần hoàn với chu kỳ t1 bằng gì? 2π chia cho n. Còn nếu chỉ có cos mx không thôi thì nó sẽ tuần hoàn với một cái chu kỳ ta đặt tên như là t2 nào đó bằng 2π chia cho m. Vậy nếu chứa cả sin nx và cos mx thì sao? Để chúng ta đã biết một cái chuyện như này. Khi một cái hàm số nó tuần hoàn với một cái chu kỳ là t nào đó thì cũng có nghĩa là nó sẽ tuần hoàn với cái chu kỳ gấp bội lần của nó, tức là khi nó đã tuần hoàn với chu kỳ t thì nó cũng tuần hoàn với cái chu kỳ k lần t. Đấy, với k là số nguyên. Ví dụ nó tuần hoàn với chu kỳ là pi trên 6, ví dụ vậy chẳng hạn, thì nó cũng sẽ tuần hoàn với chu kỳ là 2pi trên 6, 3pi trên 6, 4pi trên 6. À, như vậy ấy. Đấy, chúng ta suy ra điều này. À, cái hàm fx sẽ tuần hoàn với chu kỳ t thì t nó phải thỏa mãn là bằng số nguyên lần của cái t1 và đồng thời cũng bằng số nguyên lần của cái t2. Ừ. Như vậy có nghĩa là suy ra fx sẽ tuần hoàn với chu kỳ t, trong đó t phải bằng k1 lần cái t1 và bằng k2 lần cái t2. Đúng không? Ừ. Gấp k một lần cái t1 lên để cho cái giá trị của sin nx nó lặp lại
như cũ, gấp k hai lần cái t2 lên để giá trị của cos mx lặp lại như cũ, và như thế giá trị của fx sẽ lặp lại như cũ, tức là sẽ tuần hoàn nhá. Vậy thì fx sẽ phải tuần hoàn với chu kỳ t bằng k một lần t1 và cũng bằng k hai lần t2. Điều này có nghĩa là k1 chia cho k2 bằng gì em nhỉ? Phép nhân chéo thôi. Bằng t2 chia cho t1. Bằng t2 chia t1. Nhưng chúng ta lưu ý rằng cái mà chúng ta vẫn nói ngắn gọn là chu kỳ tuần hoàn thì thực chất nó phải là chu kỳ cơ sở, tức là cái giá trị t nó phải đảm bảo nhỏ nhất nhé. Và vì thế cái k1 trên k2 phải là tối giản, vì t là chu kỳ cơ sở nên suy ra tỷ số k1 trên k2 bằng t2 trên t1 phải tối giản, đấy là nhỏ nhất thì không chính xác, mà nó chính xác hơn là nó phải gì, vừa giờ thầy dùng cái từ nó không chính xác là nhỏ nhất nhá, mà nó chính xác phải là phân số nó tối giản. Ví dụ như kiểu là 2/5 chẳng hạn, thay vì nó là 4/10 á. Chứ thật ra 2/5 với 4/10 nó bằng nhau đấy, 2/5 mới là tối giản, phải không? Dùng cái từ chính xác hơn là tối giản, thì vừa giờ thầy dùng từ nhầm đó. K1 trên K2 bằng T2 trên T1 và phải tối giản. Từ đó chúng ta suy ra, nếu biết T1 và T2 thì suy ra tìm được, khi lập được cái tỷ số, biết được T1 trên T2, biết T1 và T2, tức là lập được tỷ số T2 trên T1, có nghĩa là biết được tỷ số K1 trên K2, và vì K1 trên K2 tối giản cho nên là chúng ta sẽ dễ dàng tìm nó được, tìm được K1 và K2. Và một khi đã tìm được K1 và K2 rồi thì chúng ta vừa mới chỉ ra để T bằng K1 lần T1 và bằng K2 lần T2 mà. Nếu tìm được K1 và K2 rồi thì đương nhiên là tìm được gì? Tìm được T. Suy ra tìm được T nhá, em ghi chú lại các bạn này. Tìm được K1 và K2 có nghĩa là tìm được T nhá. Thầy dành 1 phút để cho em ghi chú lại cái thông tin ở trên bảng. Sau đó chúng ta đi vào phần số 2, ta xét một số ví dụ minh họa. Chưa? Đấy. Ta đi vào phần số 2 nhé. Cùng nhau xem một số cái ví dụ minh họa. Ví dụ số 1 này. Tìm chu kỳ tuần hoàn của hàm fx bằng sin 3x cộng 4 lần cos 7x. Đấy, tìm chu kỳ tuần hoàn của hàm fx bằng sin 3x cộng cos của 7x. Rồi, thế chúng ta giải như thế nào đây? Ta bảo thế này,
hàm y bằng sin bái tuần hoàn với chu kỳ cơ sở là t1 bằng. Đấy, hay là mình nói ngắn gọn là có t1 bằng. Phần trước mình biết rồi, sin của nx thì tuần hoàn với chu kỳ là 2pi chia cho n. Vậy thì cái này t1 sẽ là 2pi chia cho mấy? Chia cho 3. Còn hàm y bằng cos của 7x có chu kỳ tuần hoàn t2 bằng 2pi trên 7. Thế thì từ đây chúng ta suy ra là fx tuần hoàn với chu kỳ t bằng k1 lần t1 và bằng k2 lần t2. Thì suy ra k1 chia cho k2 bằng t2 chia cho t1 và bằng xin lỗi thầy, thầy viết nhầm chỗ này. Chỗ này phải là t2 nhé. Đấy, mồm thầy đọc là 2 nhưng thầy viết t1 mất rồi. T2 bằng 2pi trên 7 nhé. K1 trên K2 bằng T2 trên T1 này. Em nhìn này, T2 đâu? T2 là 2pi trên 7 này. T1 đâu? Là 2pi trên 3 này. Đấy, 1 phần 7 chia cho 1 phần 3. Đúng không? Ừ, còn 3 phần 7. 3 phần 7. Để em xem 3 phần 7 đã phải là tối giản chưa? Tối giản rồi, không rút gọn thêm được nữa. Như vậy thì ta suy ra là K1 bằng 3 và K2 bằng 7. Nếu vậy thì ta suy ra là hàm Fx sẽ tuần hoàn với chu kỳ T là bao nhiêu? K1 lần T1 và K2 lần T2. Thế thì ta tìm T thì ta thay vào một cái này thôi là được rồi. Biết K1 rồi, biết T1 rồi. Ta tính được T thôi, không cần phải dùng đến K2 và T2 thêm nữa. K1 đâu nhỉ? Đây, 3. Nhân với mấy? Nhân với T1 là 2pi trên 3. 2pi trên 3. Và như vậy nó bằng 2pi. Đúng thế không? Đây là ví dụ số 1 nhá. Ví dụ số 2 này. Đầu bài cũng thế. Tìm chu kỳ tuần hoàn của hàm gx bằng. Thêm thầy, thầy không viết lại cái câu văn này nữa nhá. Đấy, tìm chu kỳ tuần hoàn. Hàm gx bằng 4 sin của 6x trừ đi 5 lần cos của 18x. Đấy, 4 sin của 6x trừ đi cos của 18x. Tác giả này. Thầy sẽ không trình bày một cách chi tiết giống như ví dụ số 1 nữa và sẽ trình bày vắn tắt hơn nhé. Cái form trình bày thì nó giống như trên đây này. Đấy, ở đây thầy sẽ nói ngắn gọn thôi. T1 bằng gì? Sin 6x sẽ tuần hoàn với chu kỳ là 2pi trên 6. Còn cos 18x sẽ tuần hoàn với chu kỳ T2 bằng 2pi trên 18. Phải không? Tích thì em có thể co gọn nó lại, T1 thành gì? 2 phần 6 thì tổng 1 phần 3 cũng được, 2pi trên 3 cũng được. T2 bằng 2pi trên 18 em co gọn nó lại thành pi trên 9. Thì hàm gx này sẽ tuần hoàn với chu kỳ T bằng K1 lần T1 và bằng K2 lần T2. Được chưa? Và ta suy ra K1 chia cho K2 bằng T2 chia cho T1 và bằng bao nhiêu nhỉ? Khi trình bày bài thì em có thể tắt thôi. Cái việc thay cái số nó đơn giản quá. Thế T2 ở đây đã là pi trên 9. T1 đây là pi trên 3. Vậy pi trên 9 chia cho pi trên 3. 1 phần 9 mà chia cho 1 phần 3 thì bằng 3 phần 9. 3 phần 9. 3 phần 9 nó phải là tối giản chưa? Chưa. Bởi vì thế chúng ta phải đưa nó về tối giản là 1 phần 3. Rõ chưa nào? Và vì vậy chúng ta sẽ được K1 bằng mấy? 1 và K2 bằng 3. Vậy thì T sẽ bằng gì? K1
K1 lần T1, tức là 1 nhân với T1 là pi trên 3, hay bằng pi trên 3. Nó tuần hoàn với chu kỳ cơ sở là pi trên 3 nhá. Đấy. Đấy là ví dụ số 2. Xem nhanh một cái ví dụ số 3 nữa. Xét chu kỳ tuần của hàm hx bằng cos của 3x cộng với 1 chia cho tan của 21x. Đấy, cos của 3x cộng với 1 trên tan của 21x. Được chưa? Thế ta giải này. Ta bảo là hàm y bằng cos x tuần hoàn với cos 3x chứ nhỉ? Cos 3x tuần hoàn với chu kỳ cơ sở là bao nhiêu? 2pi chia mấy? Chia 3. Thế còn hàm y bằng tan 21x tuần hoàn với chu kỳ cơ sở T2 bằng bao nhiêu em? Lần trước khi bàn về hàm tan của Nx, ta biết rằng nó tuần hoàn với chu kỳ là pi chia cho N. Ứng với N bằng 21 thì ta bảo rằng nó tuần hoàn với chu kỳ T2 bằng pi trên 21. Đấy, nhớ nhá. Pi trên 21, được chưa? Và như thế ta bảo hàm Hx tuần hoàn với chu kỳ cơ sở, ta nói tắt là có thôi, là K1 lần T1 và bằng K2 lần T2. Đương nhiên K ở đây, K1 và K2 thuộc vectơ. Thì suy ra K1 chia cho K2 bằng T2 chia cho T1 và bằng T2 này, pi trên 21 chia cho T1 là 2pi trên 3. Pi với pi gạch đi thì còn 1 phần 21 chia cho 2 phần 3 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 3 phần 42 đúng không? Đấy, nhưng 3 phần 42 đã là tối giản chưa? Rõ ràng là chưa. Vì sao nhỉ? 42 có chia cho 3 đây, đúng không? Đấy. Thế bằng mấy nhỉ? 14 thì phải, đúng không? 14. Đó là 1 phần 14. Nếu vậy thì ta suy ra K1 bằng mấy? 1. Và K2 bằng mấy? 14. Và từ đó ta suy ra hàm Hx tuần hoàn với chu kỳ T bằng bao nhiêu? K1 lần T1. Và bằng K1 thì đã biết bằng 1 rồi. T1 mấy? T1 là 2pi trên 3. Và nó bằng 2pi trên 3. Vậy hàm Hx cần tìm tuần hoàn với chu kỳ cơ sở là 2pi trên 3. Ok không? Nhá. Đấy là cái cách tìm chu kỳ tuần hoàn của hàm hỗn hợp. Tức là nôm na là hàm nó chứa cả sin, cả cos, cả tan và cotan 2 hoặc 3 hoặc 4 trong cái số đó. Thì chúng ta thực hành với hai thôi. Để sau này gặp phải những bài toán nó phức tạp hơn, nó có thể mở rộng thành 3 hay thành 4 đi chăng nữa nhá. Thì em hiểu là chẳng qua cũng chỉ là cái bài toán mà nó mở rộng cái số biến lên thôi, chứ phương pháp thì không có gì thay đổi cả. Ok chưa? Bây giờ nghỉ trong ít phút nhá.